Thì chia sẻ ra là như thế này. Năm nay thì đúng là rất là bất ngờ đối với các bạn đoàn viên thanh niên, và thực tế là đối với các bạn cán bộ đoàn chủ chốt của phường. Thì với cá nhân tôi thì được đón những cái tình cảm ngày hôm nay, mặc dù là thôi vẫn còn dư âm của sinh nhật của hôm qua, thực tế là rất là cảm động. Bản thân tôi rất thấy là cảm động và xúc động với những cái tình cảm có thể nói là rất là chân thành từ các bạn đoàn viên thanh niên. Thì cũng cho tôi gửi tới các bạn lời cảm ơn sâu sắc nhất, với góc độ là cá nhân và với góc độ là bí thư đoàn phường, thì cũng rất mong là các bạn sẽ với những cái tình cảm chúng ta dành cho nhau như này, thì trong 2015 thì các bạn cũng sẽ cống hiến nhiều hơn nữa và cháy hết mình hơn nữa với cái công việc mà chúng ta đang theo đuổi, cũng như là những cái công việc mà chúng ta đang phải gọi là cái công việc thanh niên tình nguyện. Vì tôi nhớ là có những người mà người ta thành đạt ấy, thì người ta cũng những cái tuổi thanh xuân của người ta thì người ta sẽ không để phí những cái thời gian và tuổi thanh xuân của người ta. Thì cũng rất mong là các bạn với cái tinh thần đó, vì bây giờ đấy, ngày hôm nay các bạn nhìn thấy tôi 30 mấy nhát rồi, thế cho nên là bà ba rồi. Là so với các bạn thì cũng không còn là trẻ, nhiều bạn gọi tôi là chị già rồi đấy. Thế cho nên là với các bạn ấy vẫn còn rất là trẻ, hãy giữ lấy từng thời gian, từng khoảnh khắc để mà chúng ta sẽ có những cái ý nghĩa của cái tuổi trẻ của mình. Mà cái tuổi trẻ chúng ta mà không cống hiến cho xã hội ấy, thì rất là phí hoài, phải nói là như thế. Và tôi nghĩ rằng là với những các anh các chị, có thể nói là các cô các chú ấy thành đạt, thì hầu như thì cũng từ cái tham gia từ các hoạt động đoàn, thì đây là một trong những cái tổ chức mà chúng ta cũng phải rất là tự hào về cái tổ chức mình đã và đang tham gia. Rất là nhiều những gương thành đạt mà thật sự là chúng tôi cũng thấy bản thân mình cũng phải chẳng thể tặng chị nỗ lực và nhiều hơn nữa. Thì cũng rất mong là các bạn còn trẻ, các bạn hãy phấn đấu, chứ đừng như